là một đơn vị thực hiện thi công tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc, đoạn qua thành phố Phổ Yên. Đơn vị này đang khẩn trương tập trung phương tiện, máy móc, nhân lực để đảm bảo tiến độ triển khai dự án. Tuy nhiên, một trong những vấn đề hiện nay mà đơn vị này đang vướng mắc chính là mặt bằng để thi công. Cho đến cái thời điểm này là đơn vị là đã được tiếp cận mặt bằng là khoảng 4,5 km trên 5,6. Trong cái đoạn 4,5 km này thì nó được khoảng 2,6 km là đủ cái diện tích mặt cắt ngang. Còn lại là các cái vị trí khác là nó sôi đỗ, tức là nó sẽ ở giữa rừng là còn vẫn vướng mặt bằng. Giải phóng mặt bằng cũng chính là vấn đề khó tại rất nhiều các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, không chỉ tại Phổ Yên mà ở nhiều địa phương khác. Để giải bài toán này, trong thời gian qua, cả hệ thống chính trị của thành phố đã vào cuộc với nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể đối với từng dự án, từng hộ dân. Cấp ủy chính quyền cùng với chủ đầu tư đã chủ động xây dựng các phương án hỗ trợ hợp lý, kịp thời đối với những hộ dân trong diện phải di rời nhà cửa và tài sản trên đất, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân tạo sự đồng thuận để người dân sớm bàn giao đất cho đơn vị thi công. Chúng tôi huy động các ban ngành, đặc biệt là hệ thống chính trị vào cuộc phân tích, bà con nghe thấy khó khăn chỗ nào thì chúng tôi báo cáo kịp thời cấp trên về cũng cùng với cơ sở động viên bà con, làm bà con rất là phấn khởi. Ngoài những băn khoăn về đơn giá đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thì việc bố trí tái định cư cũng là điều mà người dân quan tâm khi nhường đất, nhường nhà cho dự án. Kịp thời xây dựng các khu tái định cư khang trang, hiện đại với cơ sở hạ tầng đồng bộ, tiện ích cũng đã giúp cho việc giải phóng mặt bằng tại địa phương này thuận lợi hơn. Đẩy nhanh cái tiến độ để san lấp mặt bằng để cho nó xong, ổn định đường thoát nước, công rãnh đường để cho nhân dân tới đây là sẽ ra ở thì an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống. Nắm được cái khó khăn, đã chủ động yêu cầu chủ đầu tư triển khai 10 cái dự án tái định cư trên địa bàn khắp các cái thành xã phường nơi có dự án đi qua để tổ chức thực hiện làm nhanh nhất, sớm nhất để có mặt bằng để bàn giao cho các cái hộ phải di rời chỗ ở, có mặt bằng mới, có địa điểm mới để tổ chức xây nhà, sớm di chuyển để bàn giao cái nơi công trình vật kiến trúc trong cái khu vực dự án để cho nhà thầu thi công. Như vậy, có thể nhận thấy, cùng với việc công khai minh bạch các cơ chế chính sách về bồi thường, tái định cư, thì sự tâm huyết của đội ngũ cán bộ cơ sở có yếu tố vô cùng quan trọng. Điều này được minh chứng khi cơ bản các công trình dự án trọng điểm của thành phố Phổ Yên đã có mặt bằng sạch để các đơn vị thi công đảm bảo tiến độ đề ra.